Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha cho mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người đã từng trải qua những tổn thương à, mất mát gì đó trong quá khứ Và đôi khi một số bạn các bạn đang gọi là có những cái vết thương cũ nó ám ảnh các bạn trong thời điểm hiện tại Rồi các bạn được khuyến khích là đừng để bản thân của mình lo buồn ha Nghĩ ngợi về quá khứ quá nhiều Hãy tập trung Bởi vì những gì đã mất bạn không có thể lấy lại được phải có sự trân trọng những gì đang có hiện tại ha. và cái con đường của bạn đang được mở ra và có thể là cuộc sống của bạn sẽ tiến đến cái giai đoạn tốt đẹp hơn rất nhiều nếu như bạn có thể buông bỏ quá khứ và có sự mạnh mẽ ha. đừng sống trong hiện tại ha. bởi vì nó chỉ khiến cho cuộc sống của bạn có sự lùi lại không có sự gọi là um, thay đổi tốt hơn ở đây mình thấy có thể một vài bạn trong thời gian tới sẽ có những chuyến đi những sự dịch chuyển những sự thay đổi mới, con đường mới, hướng đi mới, cuộc sống mới. Ở Thời điểm này các bạn cũng được khuyến khích là hãy có sự bình tĩnh, cân nhắc và có cái sự tỉnh táo để tránh đi sai đường, sai hướng. hoặc là trong thời điểm này đi đứng cẩn thận để tránh bị hụt chân nha. Ừ. Một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn là những người đang đối mặt với vấn đề của mình ừ. và đang có những cái bước chuẩn bị xa xôi hơn cho cuộc sống. Có thể là một số bạn muốn đi nước ngoài du lịch hoặc đi du học định cư hoặc đi làm xa vân vân. Ừ các bạn đang dự tính mà chưa có thực hiện nhưng mà thời gian tới có thể là bạn sẽ có được những cái sự thay đổi ừ, sẽ có những hành động rõ ràng thiết thực và có thể trong cuộc sống của bạn cũng có những cái người tương trợ giúp đỡ cho các bạn ha hoặc là ơn trên sẽ so sáng đem đến cho bạn những cái điều mà bạn cần ừ, trong thời gian tới thông qua những hình thức khác nhau rồi à, đây mình xem ngày thứ hai 18 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay một số bạn có thể là bạn sẽ có được cái sự đầy đủ về tiền bạc hoặc là một vài bạn có thể là sẽ có những cái buổi xung hợp gia đình hoặc là người thân ở nước ngoài gọi điện nhắn tin hoặc là về thăm các bạn vân vân một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ mua bán vàng gì đó hoặc là theo dõi giá vàng có thể một vài bạn các bạn cũng sẽ có sự gọi là À, học ngoại ngữ ha. hoặc là bạn có sự kết thúc một cái uh, giai đoạn khó khăn và đang chuyển hướng sang một cái giai đoạn uh, đổi mới hơn phát triển hơn một số bạn là có thể trong ngày hôm nay các bạn hơi bị đau nhức xương khớp đau lưng à, hoặc là bạn có sử dụng dao kéo thì nên cẩn trọng để tránh bị đứt tay ha ngoài ra trong ngày hôm nay mình thấy là một vài bạn có thể là bạn sẽ um, liên quan vấn đề pháp lý giấy tờ hồ sơ ha, luật lệ gì đó vân vân và ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích hãy trung thực, hãy có sự rõ ràng ừ, nói lên chính kiến của mình hoặc là có sự trung thực trong những cái việc bạn làm à, hoặc là các bạn sẽ lấy được cái sự gọi là um, trong trắng cho bản thân kiểu như một số bạn các bạn bị người khác vu oan thì có thể ngày hôm nay các bạn được trả lại cái sự công bằng à, một số bạn có thể là bạn có sự hồi phục về sức khỏe tinh thần thể chất hoặc là bạn nào có cuộc phỏng có một cái cuộc phẫu thuật thì có thể là nó sẽ thành công nha ừ. Nhưng ngày hôm nay mình thấy các bạn trước khi bạn ký bất kỳ giấy tờ này các bạn cũng nên xem xét cẩn thận kỹ lưỡng Trước khi ký hay để tránh bút xa gạch chết thấy có những cái đối tượng lừa đảo, trộm cắp, cướp giật uhm. Cẩn thận với những đối tượng này ha thì vì các bạn cần phải kỹ lưỡng, ha, tỉnh táo trong mọi việc bạn làm, biết suy si tính Thì bạn sẽ không có dễ rơi vào cái sự thao túng của người khác Ngoài ra mình thấy có thể là bạn sẽ nhận được những cuộc gọi lừa đảo Những cái sự thông báo gì đó Hoặc là có thể một số bạn cẩn thận cái vấn đề gọi là ai đó Gọi điện, nhắn tin Bảo là cơ quan thuế Có sự hoàn thế là cho các bạn Hoặc kia bạn tải phần mềm liên kết hẹn gặp bạn Vào thời điểm nào đó Ngày mai hay gì đó Vân vân là lừa đảo nha, lợi dụng đó Cho nên là các bạn Có gì thì hãy tìm đến cơ quan chính thống Hoặc là tìm số điện thoại Trên Google Cái cơ quan mà bạn đang gọi là Ừ. liên kết chứ bạn đừng có vội vàng nghe lời người khác đốc thúc các bạn thì rất là dễ bị lừa ha mình thấy là như vậy và mình thấy cuối ngày các bạn sẽ có sự được làm rõ cái điều gì đó hoặc là bạn sẽ quyết đoán dứt khoát hơn cho một cái vấn đề các bạn có thể sẽ một số bạn sẽ có khả năng đem tiền mua mua thiết bị điện tử có khả năng là một vài bạn sẽ mua điện thoại nè hoặc là mua máy móc hoặc là mua bếp bếp nấu bếp điện rồi đó vân vân ừ. thấy có một số bạn như vậy và mình thấy các bạn trước khi bạn mua bất cứ điều gì các bạn cũng phải tìm hiểu hỏi hai người khác hoặc là tìm kiếm thông tin để các bạn tránh mua phải hàng gian hàng dởm ừ. một số bạn các bạn sẽ đọc được rất là nhiều tin tức liên quan đến những cái người gọi là lừa đảo bị rơi vòng lao lý ừ. Và trong ngày hôm nay tránh đôi co cãi cọ với người khác để tránh gọi là bị ảnh hưởng ha, bởi những cái nguồn năng lượng xấu này. Một số bạn ở đây các bạn đọc được khá là nhiều những tin tức nước ngoài. Ừ và mình thấy có thể là bạn có sự gọi là tìm kiếm nè, tìm kiếm cái lý do hoặc là những cái bằng chứng gì đó, hoặc là một số bạn sẽ xem truyện Conan hoặc xem những bộ phim liên quan đến thám tử vân vân. đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có sự dân trào những ý tưởng sáng tạo trong công việc có những cái tầm nhìn hướng đi rõ ràng hơn cho cái cuộc sống. Một số bạn có thể là bạn sẽ được lên chức lên một vị trí cao, vị trí huấn luyện người khác hoặc là một số bạn các bạn sẽ tham gia một cái lớp khóa học, một cái khóa huấn luyện đào tạo vân vân. Và ở đây mình thấy một vài bạn ai đó mời gọi hợp tác gì đó. Các bạn cẩn thận coi chừng bị lùa gà ha. Tỉnh táo một chút. Một số bạn sẽ gia tăng cái tri thức kiến thức của các bạn thông qua việc gọi là tìm được cuốn sách hay hoặc là tìm được mấy cái kênh uh, chia sẻ kiến thức vân vân. Ở đây một số bạn thì các bạn được khuyến khích hãy thừa nhận sự thật và hành động theo cái trực giác mách bảo ừ. dường như một số bạn các bạn có một cái sự cảm nhận cái điều gì đó mà bạn đang cố gắng phớt lờ ừ. và cảm giác này thôi thúc bạn hãy thành thật với chính mình bạn hãy có sự đối mặt với cái sự thật nó sẽ có tác dụng chữa lành và nó sẽ giúp cho bạn um, có sự gọi tìm được cái phương hướng hoặc là cái sự hướng dẫn ở đây bạn đang cố gắng vớt lờ cái sự thôi thúc bên trong mình vì bạn lo lắng về việc phải thay đổi cuộc sống thì thiên thần trấn an bạn rằng ha ngài sẽ hướng dẫn cho bạn và đảm bảo rằng nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng và các mối quan hệ của bạn sẽ luôn lành mạnh ừ. một số bạn sẽ chữa lành hoặc rời khỏi được một cái tình huống không lành mạnh à. bà giữ những cái suy nghĩ yêu thương về bản thân và những cái tình huống ha, trong cuộc sống rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung ngang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ hai. Đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người rất là mạnh mẽ, cứng cỏi và có thể là bạn đang có một sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, ừ. cũng như là tinh thần của mình. Và mình thấy các bạn là một người có một cái sự gọi là biết uh, quyết tâm phấn đấu cho cái điều mà bạn mong muốn trong cuộc sống ở đây một số bạn vào gần đây các bạn cảm thấy mọi thứ nó có vẻ hơi mỏi mệt với các bạn hoặc là dường như một số bạn là mình thấy các bạn muốn được nghỉ ngơi muốn được cân bằng sức sống tinh thần một vài bạn thì có thể đang là dạo gần đây các bạn cảm thấy khá là mệt mỏi hơi bị yếu sức một chút và các bạn được khuyến khích là hãy nhẹ nhàng hãy biết lùi lại hãy bình tĩnh trong thời điểm này xu theo dòng để cho mọi thứ diễn ra một cách uh, êm ái nhất hãy thuận theo tự nhiên đừng chống đối với những cái điều mà đang đến với các bạn ở đây mình thấy sắp tới các bạn sẽ có được những cái sự gọi là đổi mới tinh thần ha. các bạn thấy khỏe hơn vui hơn thoải mái hơn sức sống hơn chứ các bạn không có còn ở trong cái trạng thái quẩy quải buồn ngủ dây dưa nữa ha. một số bạn già gần đây cũng có dù trong lòng rất là quyết tâm rất là lớn nhưng mà đôi khi các bạn cũng có những cái phút giây bạn cảm thấy rất là lười không muốn làm gì hết Kiểu vậy có một sự hơi bị bụng rủng rã rời à, mình thấy các bạn là một người luôn hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất à, các bạn rất là yêu thương quan tâm đến gia đình cha mẹ đặc biệt là mẹ của bạn cũng rất là quan tâm đến các bạn và ở đây thì mình thấy có thể là trong thời gian tới các bạn sẽ có được cái sự đủ đầy sự dư giả sự vui vẻ và hãy ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn kết nối thiên nhiên để giúp cho bạn có thêm cái động lực ha, cái nguồn sức sống giống như là sạc pin dạ lại vậy đó ừ. rồi thứ hai 18 tây tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào trong ngày hôm nay mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ ra vườn và có sự chứng kiến một bông hoa đang nở rất là đẹp hoặc là một vài bạn sẽ mua hoa, hoa hồng về chân vân vân ừ. một số bạn thì mình thấy có thể là bạn Uhm, sẽ có được cái sự gọi là đọc được khá là nhiều những tin tức bất ngờ hoặc là bạn sẽ xem uh, trang mạng rất là nhiều trong ngày này một số bạn các bạn sẽ có được những cái sự quyết đoán dứt khoát hơn trong cuộc sống uhm, có thể là đưa ra một quyết định gì đó rõ ràng à, nếu bạn có sự lặp đi lặp lại một cái điều gì đó à, trong ngày hôm nay ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn có sự cố gắng giữ cân bằng Ha. và các bạn có sự tập trung vào những gì thật sự ưu tiên quan trọng có thể là tập trung làm việc chăm chỉ ừ. và có khả năng các bạn lấy lại được cái sự tỉnh táo ha và sáng suốt một số bạn có thể là sẽ có những cái chuyến đi biển đi du lịch ừ. hoặc là các bạn có khả năng ai đó về thăm các bạn chẳng hạn ừ. ở đây thì có khả năng một số bạn sẽ nhận được cuộc gọi của thông báo gì đó và trong ngày hôm nay mình thấy có thể là một số bạn cũng sẽ bị cái chứng mất ngủ nè cho nên các bạn nên đi ngủ sớm đừng có xem tin tức quá nhiều vào đêm khuya ha, nó sẽ kéo cho bạn không có thể ngủ được đó mà trong ngày hôm nay thì có một số bạn các bạn có những cái thắc mắc gì đó à, chưa tìm tìm được câu trả lời thì có thể là bạn sẽ tìm ra được, được cái câu trả lời cái sự rõ ràng ừ. một số bạn thì mình thấy có thể là bạn sẽ ngủ mơ thấy người thân Ừ, đã khuất về thăm có thể là người bà ha số bạn có thể là bạn sẽ chứng kiến cảnh đẹp nào đó cho nên bạn sẽ chụp hình à, lưu niệm vân vân thấy dường như là một vài bạn ở đây bác trước khi các bạn có những quyết định hành động à, các bạn cần phải tìm kiếm nhiều thông tin hơn, chuẩn xác hơn Để bản thân mình không có trở nên bị hối hận, tiếc nuối. Nha Và vào cuối ngày một số bạn là bận rộn Có thể là bạn hơi mỏi mệt ừ. Sức khỏe không được tốt Hoặc là mình thấy một vài bạn là bận vô cùng ừ. Có thể là bạn có sự chuẩn bị cho điều gì đó Cho nên là có thể bạn thức khuya làm việc luôn à, Mình thấy là như vậy Hoặc là một vài bạn có thể là có sự kết nối với những người thân yêu Ừ đó là ông bà cha mẹ vân vân và mình thấy trong ngày hôm nay các bạn được khai sáng một cái điều gì đó ha có được cái câu trả lời cho chính cái điều bạn đang trăn trở ở đây mình thấy có thể một số bạn sẽ đọc được những tin tức vui như là ai đó có con ha ờ, hoặc là các bạn có sự gọi là thể hiện tình yêu vô điều kiện với người yêu của mình một vài bạn thì mình thấy có thể là bạn có tin tức vui về con cái hoặc là người thân các bạn. Ngoài ra mình thấy các bạn có được cái sự đủ đầy, sự dư dả, sự hạnh phúc, sự giác ngộ. Số bạn ở đây khá khá là xì chế căng thẳng áp lực nè, thiếu ngủ nè, cho nên các bạn nên lưu ý cái vấn đề này để ảnh hưởng đến trí não của mình. nha ngày hôm nay một số bạn có vẻ đôi mắt của bạn nó có sự rõ sáng hơn. Ừ. Nếu như hôm ngày các bạn bị vấn đề về đôi mắt thì có thể nó sẽ đang trong cái quá trình phục hồi rồi ha. Ở đây một số bạn các bạn đang bối rối bởi những cảm xúc mâu thuẫn và không biết nên đi theo hướng nào thì thiên thần Michael sẽ giúp cho bạn đào sâu vào cảm xúc của mình bóc tách các lớp vỏ để có thể chạm đến cái cốt lõi thực sự bên trong bạn. Và ngài sẽ hướng dẫn bạn viết ra tất cả những gì bạn đang suy nghĩ và cảm nhận mà không cần chỉnh sửa hay là kiểm duyệt lời nói của mình. Ha, à, các bạn có thể là nên có một cuốn nhật ký riêng tư cho phép bạn hiểu rõ hơn về bản chất của những gì bạn thực sự mong muốn à, và cái sự rõ ràng này sẽ làm sáng tỏ các bước mà bạn cần thực hiện tiếp theo. Ừ. Một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ rất là muốn theo đuổi một cái Uhm, sở thích nào đó như là viết sách hoặc là viết lách hoặc là tham gia một cái khóa gọi là rèn luyện chữ viết ha hoặc là học một ngôn ngữ mới tham gia một cái uh, hoạt động sáng tạo nào đó uhm, mình thấy là như vậy thì nếu như bạn được thôi thúc thì bạn cứ làm nha cứ phát triển toàn diện đi ha? biết đâu bạn sẽ thành công trong lĩnh vực đó thậm chí nó có khả năng sẽ giúp cho cuộc sống của bạn đổi mới hoàn toàn vui vẻ hơn ha có cái sự hào hứng hơn uhm. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 2 ngày 18 tháng 12 năm 2023 của bạn sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên có năng lượng các bạn tù 3 Các bạn tù 3 là những người sống tình cảm nhân ái ha Một số bạn các bạn đang rất là mong muốn có một tình yêu thật là lãng mạn đến với mình Có một vài bạn trong thời gian tới có thể là sẽ có những cái uh, chuyến đi ừ, là đi du lịch, đi khám phá cuộc sống Hoặc là có sự chuyển nhà, chuyển chỗ ở Và mình thấy các bạn là những người độc lập, tự tin, tỏa sáng và có sự mạnh mẽ, cứng cỏi, nhiệt thành và mình thấy trong thời gian tới cuộc sống của bạn tràn ngập tiền bạc <laughs> có thể sắp tới bạn sẽ có tiền lương tiền thưởng lợi nhuận đầu tư và đây là những cái khoản tiền do có sự cố gắng nỗ lực của bạn trong khoảng thời gian dài thì các bạn có sự đơm hoa kết trái đó hoặc là cây có bạn trồng có thể nó nở hoa hoặc là nó có một sự gọi là chuẩn bị thu hoạch vân à, vân nói chung là mình thấy các bạn đang rất là miệt mài chăm chỉ nỗ lực trong cuộc sống thì bạn càng nâng tầm bản thân bạn càng cố gắng thì tiền bạn nó càng kéo đến các bạn đó ha, thậm chí có những khoản tiền rất là to ha, mình thấy là như vậy Một số bạn vào gần đây các bạn rất là yêu hoa hồng các bạn rất là thích chân hoa hồng ha, bạn yêu thì bạn cứ làm bạn cứ mua về bạn chân đi tại vì dạo này hồng nó rẻ rồi <laughs> ngoài ra ở đây thì mình thấy là một số bạn các bạn mong muốn cuộc sống của bạn nó sẽ có sự suôn sẻ thượng lợi hơn thì hãy cứ tích cực như vậy bởi vì mình thấy sự thịnh vượng và tài chính nó đang được nở rộ đó ha. Thậm chí có một số bạn công việc phát triển tình yêu nó cũng thăng hoa luôn ở đây mình thấy trong ngày hôm nay một số bạn sẽ có sự kết nối với một người mang năng lượng nam đây là một người sống tình cảm nhân ái nhẹ nhàng lịch sự có thể là họ sẽ có một cái sự giúp đỡ gì đó cho các bạn cho bạn lời khuyên hoặc là chữa lành cho bạn nếu đây là một cái người chữa lành liên quan đến sức khỏe thể chất hoặc là tinh thần ngoài ra một số bạn các bạn nảy ra được những ý tưởng mới ha, dự án mới kế hoạch mới gì đó trong cái công việc các bạn có rất là nhiều ý tưởng hoặc là bạn sẽ mua được những quyển sách hay hoặc là những cái tài liệu hay nào đó ha một số bạn thì có thể là cũng hơi mỏi mệt trong ngày này hoặc là cũng có những giây phút các bạn cảm thấy có một sự muốn thư giãn thì bạn cứ cho bản thân của mình được được phép nghỉ ngơi bởi vì đây là thời điểm cuối năm cho nên bạn cũng cần phải hồi phục lại cái sức lực của các bạn. À, ngoài ra mình thấy các bạn có một cái sự gọi là lùi lại xem xét vấn đề ha có một sự cân bằng trong cuộc sống hoặc là đối mặt cái vấn đề của mình để tìm ra cái, cái phương hướng giải quyết hoặc là mình thấy các bạn có sự đặt mình vào vị trí người khác để hiểu cho họ hoặc là có sự nhìn mọi thứ mọi vấn đề ở một cái góc độ khác nhau ừ. một số bạn sẽ lên kế hoạch tập thể dục đó ừ. à, có thể lên trang mạng ha, tìm kiếm những cái trang youtube nào đó người ta tập thể dục mà bạn tập theo ừ, Mình thấy là như vậy rồi mình thấy các bạn cũng có sự kết nối với một người mang năng lượng nữ, đây là một người tinh tế, nhạy bén, có nguồn tài chính vững chắc an toàn. Có thể cái người này họ sẽ um, có sự tương tác nói chuyện hoặc là um, có sự hỗ trợ gì đó cho các bạn ha. giúp cho bạn khai sáng một cái điều gì đó chẳng hạn. Hoặc một vài bạn trong ngày hôm nay có thể là sẽ đi rút tiền ngân hàng hoặc là có sự nắm đồng tiền trong tay một vài bạn có thể sẽ xem xét cái giá tiền giá vàng hoặc là mua sắm vàng bạc đá quý gì đó vân vân và vào cuối ngày mình thấy có thể là bạn chỉ muốn ơn một mình thôi thôi muốn gọi là dành thời gian cho chính mình tập trung vào những gì mà mình tìm kiếm có thể là bạn có một sự được khai sáng phát triển một cái nhận thức sâu sắc gì đó hoặc là tìm ra được cái bài học cho cuộc sống của mình nhận ra được một cái tình huống gì đó chính là một cái bài học cho nên mình thấy các bạn có sự ngẫm nghĩ Ừ. một số bạn sẽ xem tin tức nước ngoài ha hoặc là có những cái dự định đi làm xa nhà đi nước ngoài hoặc là có thể có người thân ở nước ngoài có sự liên hệ nhắn tin vân vân hoặc là các bạn học muốn học ngoại ngữ thì nếu như là bạn có một cái sự thôi thúc gì đó thì bạn cứ làm nâng tầm bản thân mình lên nó tốt chứ nó không hề xấu bạn càng có nhiều cái khả năng bạn càng gọi là đủ đầy những kiến thức tri thức thì bạn càng có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn ha mình thấy là như vậy số bạn có thể là ra ngoài hóng gió bạn nào ở gần cây cối có thể ra ngoài hít thở không gian cây cối xung quanh mình thấy các bạn có một cái sự dự đoán hoặc đọc được suy nghĩ người khác hoặc là lên kế hoạch cho đường hướng tiếp theo ha một vài bạn có thể là chơi cờ vua chẳng hạn ngày hôm nay mình thấy các bạn nhiều dành nhiều thời gian để tĩnh tâm, dành nhiều thời gian để suy nghĩ à, và mình thấy có thể là một số bạn ở đây các bạn cũng có sự gọi là hay xem lại những cái bức hình cũ à, hoặc là có thể chụp hình làm kỷ niệm với một ai đó hoặc là chụp hình khung cảnh xung quanh, kỹ vậy hoặc là nhớ về những ký ức những quá khứ hoặc là nhớ về những người thân yêu vân vân một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có những cái giấc ngủ uh, hoặc là mơ được cái giấc mơ khá là xinh đẹp ha một vài bạn thì mình thấy có thể là bạn cũng có được những cảm giác thoải mái thỏa mãn gì đó ừ. đây một số bạn sẽ mua được cái món quà bạn yêu thích hoặc là bạn sẽ tìm được cái món đồ bạn yêu thích hoặc là bạn tìm được một cái kiến thức một cái bí kíp gì đó mà bạn đang gọi là um, lục uh, đang gọi là um, rà soát đang tìm kiếm hổm rà nhưng mà cuối cùng bạn cũng tìm được kiểu vậy và có thể trong ngày hôm nay các bạn được khuyến khích hãy đào sâu nghiên cứu lùi lại để quan sát mọi thứ mọi việc chứ đừng có hấp tấp vội vàng hãy cân bằng bạn không cần vội nha bởi vì dục tóc thì sẽ bất đạt trong thời điểm này một vài bạn có thể được lên chức lên vị trí cao hơn vị trí lãnh đạo ha hỗ trợ đội nhóm hoặc là một số bạn sẽ được người khác khen về cái khả năng cao trong công việc của bạn. Có thể một số bạn các bạn là những người làm trong lĩnh vực chữa lành thì được người khác khen bạn nha, về cái khả năng gọi là hỗ trợ giúp cho họ khỏe hơn, vân vân. Ở đây có một số bạn các bạn bị cuốn vào một cái tình huống nào đó đến mức bạn không thể nhìn nhận nó một cách khách quan. Thì đã đến lúc bạn phải lùi lại và có được cái nhìn toàn cảnh hơn về bức tranh. À, và thiên thần Michael yêu cầu bạn tách khỏi những cảm xúc xung quanh và các ngài sẽ giúp cho bạn làm cái điều đó. Thiên thần cũng sẽ hướng dẫn bạn cá nhân hóa trải nghiệm để bạn không cảm thấy khó chịu trước hành vi của người khác ừ. và bạn sẽ có những cái hành động xuất phát từ tình yêu thương và trí tuệ hơn. À, hãy cho phép bản thân của mình có thời gian nghỉ ngơi, tránh xa những người khiến cho bạn cảm thấy mỏi mệt. À. Bạn không cần phải biết giải pháp ngay bây giờ bởi vì các thiên thần đang lo liệu từng chi tiết. Điều quan trọng đối với bạn là đạt được cái cảm giác bình yên nội tâm, cảm giác sẽ dẫn đến những cái hiểu biết mới và hữu ích hơn cho các bạn. Đừng quan tâm đến lý lẽ của người khác. Có thể trong ngày hôm nay có những cái người còn non trẻ, chưa hiểu sự đời ha, uhm. muốn uh, gây hấn với bạn, muốn công kích bạn hoặc là có điều gì đó thì để cho họ tự giải quyết cái việc của họ. Cái vấn đề là ở họ chứ không phải ở bạn. À, vì của bạn cứ im lặng phớt lờ và không cần quan tâm còn nếu như ai cần sự trợ giúp của bạn thì bạn có thể hỗ trợ cho họ ha. còn nếu như ai có một cái sự dùi dập các bạn thì bạn nên yêu thương bản thân và cho mình tách khỏi cái tình huống đó bằng cách phớt lờ bỏ lơ và có sự um, không quan tâm không đối hoài ha hãy từ bi mà không mang gánh nặng của người khác và thiên thần michael sẽ giải phóng năng lượng của bạn ừ, một số bạn ở đây đã đến lúc bạn rời bỏ một cái tình huống hoặc là một cái mối quan hệ không lành mạnh rồi À. và trong ngày hôm nay thì các bạn được khuyến khích Hãy những bạn nào yêu đương á các bạn được khuyến khích hãy đặt mình vào vị trí đối phương để hiểu cho họ nha bởi vì có thể một số bạn sẽ có nhiều cái vấn đề như là nghi ngờ nè đa nghi lo lắng người yêu không thương mình hoặc có ai đó khác đó cái vấn đề này cứ lặp đi lặp lại với bạn Hoài cho nên là gặp đây là thời điểm mà bước vào chu kỳ mặt trăng mới nữa cho nên các bạn cũng hay lo lắng là điều hiển nhiên rồi nhưng mà mình biết kiểm soát mình biết suy nghĩ thì cái tình yêu của bạn nó sẽ ngày càng thăng hoa và bạn sẽ có những cái sự sâu sắc hơn ha, trưởng thành hơn đứng đắn hơn và tình yêu của bạn nó sẽ tốt đẹp hơn hoặc là bạn đang ở trong một cái tình huống gì đó tô xiết độc hại trong tình cảm thì đã đến lúc bạn suy nghĩ và thay đổi và yêu thương bản thân và rời khỏi nó rồi ha. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn